Lần đầu tiên hợp tác với lại của anh lại nhỏ hơn mình 1 tuổi. Nói chung mình từ đó bây giờ lúc nào cũng được làm út hết trơn á, vô dành cái vai út của mình là coi như là mình cảm thấy khá là tự thân rồi. Đây. À, nhưng mà tôi hỏi là bạn chỉ đóng với cả bạn sống với cả đóng với em thì ai cũng này. Các bạn đừng quên nha, vừa theo dõi chương trình thì chúng ta vẫn có thể là vừa trả lời các câu hỏi được liên tục hiện ra ở trên màn hình điện thoại cũng như là màn hình vi tính mà quý vị đang theo dõi quý vị nha. Cơn gió về mang theo hơi sương cho em chút lạnh. Cơn gió cười cho em đêm qua theo thêm chút vui. Thật sự thì cô anh là ma mà hay là đi dọa mọi người cũng sẽ không ai dọa mình cả. Nhưng mà nghe thoáng thoáng đâu trong khi làm phim á thì đã có một người trong đoàn phim bị dọa ma rồi, và nghe thoáng thoáng là chị bị, với cả một người chị của mình là chị Linh Đan yêu phim trong đoàn phim là người bị dọa nhiều nhất. Đúng không? Chị bị dọa không? Em dọa đó, cái anh dọa. Thực ra là đúng là do là đoàn em lần này là đi quay phim ma, nhưng mà hơn là ma vui, cho nên là cũng không có cái chuyện gì xảy ra hết. Còn những cái việc mà kiểu Quốc Anh vừa nói là em với lại chị Đan mà bị dọa là tại vì giấu anh là cái nghĩ mình là con ma đáng sợ đó chị, cho nên là lúc nào cũng hù dọa em và kể những cái câu chuyện ghê rợn. Nhưng mà em giả bộ sợ cho bé nó vui thôi, chứ thực ra em cũng giả sợ thôi. Nhưng mà xin được cảm ơn câu trả lời trùng không khí vừa rồi. Lên đi, nói chung là cứ thoải mái đi, không sao chứ. Rồi xin được mời các anh chị phóng viên báo chí sẽ dành câu hỏi dành cho ba diễn viên của chúng ta, diễn viên Khả Ngân, diễn viên Quốc Anh và diễn viên Đông Ca. Và tiếp tục xin mời các anh chị ạ. Thật ra là anh thấy là với cái câu chuyện mà Khả Ngân kể vừa rồi đó, ví dụ như để là kết thúc câu chuyện luôn không? Không, em là điểm kết của câu chuyện rồi, điểm kết là em rồi, không cần kể nữa. Nhưng mà thật ra mà nói là với nhiều cái lần mà tham gia trong những cái bộ phim trước đây cũng như là với lần này khi mà tham gia bộ phim đó, thì với Khả Ngân á, cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất của Khả Ngân tới bây giờ mà chỉ cần nhắc hỏi là trẻ liền tại chỗ luôn. Cái điểm đáng nhớ nhất thì thực ra là bác chỉ biết là kiểu đi phim cũng vui, có buồn, có khó khăn, có rồi mệt cũng có, nhưng mà cái điều mà nhớ nhất là chắc cái vụ thuốc nha. Tại vì ra đợt trước có một đợt là đã hợp tác với lại anh Bình rồi,
thì đợt đó là đi quay Hậu Duệ Mặt Trời á, xong rồi mọi người có nhớ cái cảnh mà em lướt sóng đẹp thật đẹp trên những khung hình đó đó với lại đại úy á, xong em xuống bị say sóng. Thế là anh Bình ảnh thương em lắm, ảnh cho em viên thuốc nhức đầu, em muốn xong đi cấp cứu luôn. Em đi cấp cứu, thế là em dừng bộ phim. Xong qua đúng phim này luôn thì bữa đó em bị đau bụng. Xong chính là chị Đan cũng là một trong người trong gia đình đó luôn, là thấy em đau bụng xong đưa chính viên thuốc đó, nhưng mà em không hề hay biết, em uống cho em lại đi cấp cứu một lần nữa. Thì lúc đó là em cũng rất là hoang mang, em không biết là bây giờ mọi người thật sự thương mình hay là mọi người đang thử sức chịu đựng của mình. Nhưng mà thôi, em nghĩ cái chuyện đó cũng là kiểu tai nạn xảy ra thôi. Nhưng mà em cảm ơn, rất là cảm ơn những cái tình cảm mà chị Đan cũng như anh Bình đã thương em, để cho em nhập lần hai lần. Vui, em nhớ hoài. Thôi cái chuyện đó chắc là em nhớ chứ. Còn Quốc Anh thì như thế nào ạ? Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là cố mọi người biết đấy, làm sao để nhận diện được một fan, tại vì nó không bao giờ thay quần áo cả. Do đó thì trong suốt quá trình làm phim 1.5 tháng thì cô anh chỉ mặc đúng một bộ quần áo. Và nhớ nhất là một hôm quay cái cảnh là cô anh phải lầy lội xuống dưới bụi đất các thứ đấy, nằm lăn la bò toài xong, xong rồi là mới hỏi chị trang phục, chị ơi, ô thế em bẩn quần áo như này rồi thì ngày mai mặc kiểu gì? Chị bảo là thì chị này chị ra trong chị phơi, thì mọi người biết rồi đấy, ở Đà Lạt thì không khí không có gọi là khô ráo gì đâu, nó rất là ẩm ướt, nên là sáng hôm sau của anh mặc chính bộ đấy nhưng mà nó vẫn còn khá là nhầy nhụa và chính cái cơ thể của nhầy nhảy là cái gì, tại vì bùn đất mà anh, là vâng, nên là chính cái cơ thể mình làm khô cái quần áo đấy, cái cảm giác rất là cảm giác chắc là đáng nhớ nhất đấy. Vâng, và thưa quý vị thân mến, và bộ phim Bí Mật Của Gió cũng đã được công chiếu tại hạng mục cửa sổ điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim Busan lần thứ 24. Và trước đó thì bộ phim Cánh Đồng Bất Tận của đạo diễn Phan Quang Bình cũng đã từng được công chiếu tại Liên hoan phim danh giá này, và đây cũng là một thông tin rất là vui dành cho những fan của bộ phim này. Và trước khi đến với những phần công chiếu đặc biệt dành cho buổi ra mắt ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần hậu trường của bộ phim Bí Mật Của Gió, và quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình nhé.